Hi, xin chào mọi người, mình là Khoai đây. Chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình. Đã khá là lâu rồi thì mình mới ra một cái video tiếp theo. Tại vì dạo này thì Covid đang hoành hành quá, nên là không có thời gian để mà đi ra ngoài mà quay video. Lại trời mưa cũng khá là nhiều. Nói chung đấy cũng chỉ là lý do thôi, nhưng mà thực sự là thời gian này mình khá là bận, cho nên là không có thể ra ngoài và ra video nhiều. Hôm nay thì có một cái món mình khá là lâu rồi, chắc cũng phải hơn chục năm rồi đấy, không được ăn cái món này rồi. Và hôm nay thì lại tìm được cái món này khi mà đi chợ buổi sáng. Thế là tìm được cái món này. Và cái món này thì nếu mà một bạn nào mà đã từng ăn cái món này rồi thì sẽ có cái tuổi thơ rất là dữ dội đấy. Và có lẽ có những người, nhiều người giống như mình, đó là hơn chục năm rồi không được ăn lại cái món này rồi. Và món này đó là mình chỉ muốn review cho các bạn cái món này thôi. Đó là món tèo tèo. Đây là thơm quá. Đây là bánh bò các bạn ạ. Đây là bánh bò. Đấy, đang review thì con em vào. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình bánh bò nào nhá. Bánh bò đấy rất to và bán theo cân các bạn ạ. Bán theo cân, hoặc là mình mua bao nhiêu thì mua. Hôm nay mua là bao nhiêu ta? À, 5 lạng là 25.000. Đó, ở đây mình mua hẳn 1 cân luôn. Rất là thơm, to đùng cách mạng như này luôn các bạn ạ. Mình rất là mềm. Cảm giác bóp bóp này nó rất là mềm. Có cái gì đó nó rất là thân thuộc. Oh my god. Wow. Thơm. Thực sự ra là phải đến 10 năm rồi đó. Từ hồi Khoai thì là học còn nhỏ thì hồi xưa mà hay đi ăn uống ấy, hồi xưa là chỉ có mua là 500 đến 1.000 thôi. Buổi sáng đi ăn sáng chỉ có 1.000, 2.000 thôi á. Chưa ăn bánh chưng, bánh bò. Mà hồi xưa là chỉ đi ăn sáng là nguyên bánh bò thôi. Hồi xưa là món này là món nổi tiếng luôn đấy. Cái cảm giác mà tuổi thơ nó ùa về. Nói thôi là giờ mình thử ăn thử một miếng cho ta. Rất là mềm, thơm. Nổi cả da gà luôn các bạn. Nó là một cái gì đó, nó như kiểu là hồi ký á. Nhớ lại cái hồi xưa, hồi từ rất lâu rồi, vẫn cái cảm giác đó, vẫn cái hương vị đó. Rất là thơm, mềm. Cái vị chua chua ngọt ngọt của bánh bò, cái hương vị riêng của nó không thể lẫn vào đâu được. Bánh rất là mềm, giống như kiểu cái đệm cao su kim đan đấy các bạn ạ. Rất là ngon. Đã lâu lắm rồi, rất lâu lắm rồi mình mới được ăn lại cái món này. Cực kỳ ngon. Bánh thì nó không cứng quá mà nó mềm ấy. Cảm giác như cái đệm vậy. Đệm mút á. Có mồm cắn sật. Cực kỳ ngon. Mẹ Khoai mua là 1 cân luôn. Tại vì ở trên này cũng không phải là lúc nào cũng có. Hoặc là mình đi đâu ấy, ở khu vực thành phố thứ thì thực sự ra tìm thì cũng rất là khó. Nhưng hôm nay thì lại có duyên thì lại tìm được cái món này, đang review cho các bạn luôn. Cả một bầu trời tuổi thơ ùa về. Hồi xưa đi ăn sáng ấy, hồi mầm non tiểu học là đi ăn sáng là toàn ăn cái món này thôi. Có một bà Hiên, mình vẫn nhớ đó là hồi xưa bà hay bán bánh bò này, bà Hiên. Rất là ngon. Đó, nếu mà các bạn nào mà có dịp lên Quản Bạ Hà Giang thì cứ rẽ qua Thế Giới Động ở Tam Sơn Quản Bạ nhé. Mình sẽ dẫn các bạn đi ăn thử món này.
Thực sự cái món này chắc là bây giờ là những cái bạn nào mà tầm 9x, 9x hồi xưa là mới biết đến món này thôi. Thế hệ bây giờ chưa chắc đã biết đâu. Cực kỳ ngon luôn. Không bạn. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Lúc nào có dịp lên Hà Giang thì nhớ rẽ qua chỗ mình nhé. Mình sẽ dẫn các bạn đi ăn món này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn vào clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. À, nhớ like và subscribe kênh cho mình nhé. Nhớ tương tác với mình nhé. Nếu mà thấy ngon thì để lại comment giúp mình nhé. Bye các bạn.